Dù quán mở bán từ 18 giờ, thế nhưng trước đó 20 phút, nhiều thực khách đã có mặt chờ đợi để được thưởng thức món cơm tấm tại một quán nhỏ trước cổng chợ Trần Hữu Trang, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Điều gì đã khiến món ăn tưởng chừng phổ biến này thu hút thực khách như vậy? Từng có kinh nghiệm làm đầu bếp, chị Đoàn Ngọc Linh trăn trở muốn tìm kiếm và tạo ra món cơm tấm lạ với hương vị độc đáo, ăn là phải nhớ. Chị suy nghĩ và tìm cách kết hợp nhiều loại gia vị ngoại như Tabasco, nước ép lê Hàn Quốc vào các món ăn từ sườn đến chả, tóc mỡ. Cái gia vị ở trong những cái món của mình á thì đa số là gia vị Á, nhưng mà chắc chắn có điểm nhấn là gia vị Âu trong đó cũng khá nhiều. Thì mình nghĩ là nó là điểm nhấn của cái món cơm tấm của mình. Ví dụ như mình sử dụng như là Tabasco. Tabasco thì mình để trong cái món tóp mỡ của mình. Mình có thêm gia vị Hàn là lê và táo ở trong cái món sườn nướng thì để giúp cái thịt nó mềm và nó thơm hơn, nó khác biệt hơn cái sườn Việt Nam mình một xíu. Một điểm đặc biệt nữa là tóp mỡ sẽ được rim với mắm tỏi và một số gia vị khác theo công thức riêng để tạo vị ngon đặc trưng. Nạc giòn cũng là món ăn hết sức đặc biệt tại quán và được nhiều người yêu thích bởi sự mới lạ khó cưỡng lại. Rồi cái miếng sườn của mình á là cái bí quyết là nó rất là mềm. Cho dù bạn có để khô tới qua ngày mai nó vẫn rất mềm. Và mình chọn hàng là chọn hàng tuyển chứ không có phải là hàng rẻ. Một miếng sườn người ta có thể cắt 12, 13 miếng nhưng mà một cây sườn của mình chỉ cắt được có 7 miếng thôi. Mình chỉ ước có 4 tiếng thôi. 4 tiếng trong tủ lạnh là nó đã thấm, đủ thấm rồi. Thì khi mà mình rửa sườn xong á thì mình dăm thịt. Dăm thịt thì nó sẽ thấm nhanh cực kỳ luôn. Vậy miếng sườn của mình không quá dày đâu. Cho nên là nó vừa thôi. Có niềm đam mê và tình yêu đặc biệt với cơm tấm Sài Gòn. Thế nhưng, chị Linh chia sẻ lại bắt đầu gắn bó với ẩm thực từ công việc tại các nhà hàng nước ngoài. Bếp Hàn, bếp Á, rồi bếp Úc. Bếp Úc là mới gần đây mình mới nghỉ được 1 tháng đó, mình chuyển qua mình bán cơm tấm thôi. Bếp Úc là từ xưa là mình đã có định du học Úc, nhưng mà một vài lý do mình không đi được nữa thì mình nói lại. Thì bạn mình bên đó về Việt Nam ở nhà hàng thì mình làm chung với bạn. Ấp ủ từ lâu, việc mở một quán cơm tấm cho riêng mình, chị Linh đã vượt qua mọi khó khăn, từ bỏ công việc đang có để hiện thực hóa ước mơ. Chị cho biết dù có kiến thức về ẩm thực, nhưng để nấu được món cơm tấm hấp dẫn, độc quyền như bây giờ cũng phải trải qua nhiều lần thất bại. Để tìm ra bí quyết làm sốt, ướp thịt, chị Linh cho biết đã thử làm ở nhà ít nhất 50 lần, mỗi lần 2-3 ký thịt, nấu cho 30-40 phần ăn. Mỗi lần thất bại, hương vị chưa vừa ý, chị lại nhờ mọi người xung quanh ăn thử và góp ý để hoàn thiện hơn. Tất cả là đều do kinh nghiệm đi làm tất cả các loại bếp, rồi mình học hỏi mấy anh chị bếp lớn á, thì mỗi gia vị chút xíu, chức năng của cái gia vị đó làm cho cái món mình được cái gì, thì mình góp vô lại thành cái món của mình. Thực khách của quán đa phần là giới trẻ, biết và tìm đến thông qua các bài viết trên nhiều diễn đàn ẩm thực. Dù là lần đầu thưởng thức, nhiều người không ngần ngại khẳng định đây là một trong những quán cơm tấm ngon và lạ miệng. Mình thấy cơm tấm ở đây thì rất là ok, và đặc biệt là cái mình thích nhất là tóp mỡ. Tại vì tóp mỡ ở những chỗ khác thì nó thường là rất là khô, còn tóp mỡ ở đây thì mình cảm nhận là chắc là có ướp cái gì đó mà nó rất là thơm và nó không bị khô như những chỗ khác. Cái nạc giòn nó rất là mềm, nó hợp với những người mà thích ăn, không có muốn ăn khô mà vẫn muốn cái thịt nó béo béo như mình, tại mình không ăn được mỡ. Mình sẽ đánh giá nó là nằm trong top những cơm tấm ngon của Sài Gòn. Mình gọi phần sườn trứng chả. Mình cũng là fan cơm tấm lâu rồi thì chỗ này mình đánh giá là sườn mềm, hay chỉ từ độ nóng. Nhiều chỗ cơm tấm thì khi mà mang sườn ra thì sườn thường hay bị cứng khô do người ta nướng rồi cái người ta để đó. Mình thích trứng lòng đào nên trứng ở đây thì đạt chuẩn, còn chả thì chả những cái trứng muối nữa nên ăn khá là thú vị. Giá cả này mình đánh giá là cũng ngang ngang ở tầm trung trung, cũng không phải là quá thấp nhưng mà cũng không phải quá cao. Mình đã từng ăn nhiều chỗ cơm tấm khác giá cao hơn nhưng mà chất lượng với lại bài trí nó cũng không có được đạt như quán này. Địa chỉ: chợ Trần Hữu Trang, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Giờ mở bán 18:30 đến 22 giờ. Giá bán 30.000 đồng đến 63.000 đồng.